chào các bạn, đây là cầu gỗ Ông Cọp nha. Cũng được nhắc đến với tỉnh Phú Yên. Cây cầu khá dài, đi thử cái xem sao. Ở đây có rất nhiều đinh lổm chổm, mình cảm thấy là dễ bị thủ xăm. Đây hình như là có cả thu phí. Bao nhiêu anh? 6 ngàn. 6 ngàn. 6 ngàn. 6 ngàn.